Xin chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay mình sẽ nói về một câu chuyện, nói đúng chính xác hơn là những bài văn của học sinh lớp 3 Tạ con chó. Sau khi mình đọc cái bài văn Tả con chó xong, tự nhiên mình cảm thấy con chó này giống con chó của nhà mình, và mình cảm thấy thích. Cho nên mình muốn đem cái bài văn này chia sẻ đến quý vị và các bạn, để cho nó khỏi lưu lạc theo năm tháng thời gian. Tuy mới lớp 3 mà Tả con chó khá là xuất sắc. Nguyên văn như sau: chú chó gia đình em hiền lắm, cứ nằm ngoan ngoãn ở góc nhà, chẳng cắn ai bao giờ. Mỗi gia đình ở nông thôn hầu như ai cũng có nuôi một hoặc nhiều chú chó với những mục đích khác nhau. Chó để làm bạn, chó để trong nhà, chó nuôi lớn để bán, hoặc chó nuôi với mục đích làm thịt. Gia đình em cũng nuôi một chú chó, vừa để trong nhà, vừa để làm bạn những lúc nhà vắng người. Chó được xem là con vật trung thành nhất trong gia đình. Dù ở thời điểm nào thì nó vẫn luôn trung thành tuyệt đối với chủ. Con chó nhà em cũng vậy, đi đâu nó cũng luôn nhớ trở về nhà, không để mọi người phải lo lắng. Chú chó nhà em có màu vàng, đang ở lứa tuổi trưởng thành, nên chẳng mấy chốc nó lớn rất nhanh. Bộ lông màu vàng hơi cứng không thấm nước, giúp hạn chế cái lạnh của mùa đông, cũng như bảo vệ lớp da bên trong của nó. Đôi mắt đen lấy nhìn chăm chăm vào những người đặt chân vào nhà em, nhưng có lẽ mắt của nó sáng nhất vào buổi tối. Vì thông thường chó hoạt động tối nhiều hơn ban ngày, nên đặc tính này hoàn toàn đúng đắn. Cái mõm của nó đen và dài, giúp cho tiếng sủa vang hơn, cũng như ăn uống dễ dàng hơn. Chú chó gia đình em hiền lắm, cứ nằm ngoan ngoãn ở góc nhà, chẳng cắn ai bao giờ. Nhưng khi thấy người lạ bước vào nhà, nó sẽ sủa vang lên inh ỏi như báo trước cho chủ nhà có người lạ đang vào nhà. Cái đuôi cong tởn, mỗi khi chú chó chạy cứ ngoe ngoậy từ bên này sang bên khác, trông thật đáng yêu. Lúc chạy, chú chó này chạy rất nhanh, khiến em có cảm giác như nó đang bay khỏi mặt đất. Có lẽ vì do chiếc chân nhỏ nhắn và thon gọn sẽ giúp chó nó di chuyển một cách tiện lợi nhất. Mỗi lần nó ốm lại nằm im một chỗ, thi thoảng rên lên ư ử, rồi chuỗi mũi vào người của em. Nó không chịu ăn cơm, khi ốm phải nấu cơm thật ngon thì nó mới ăn. Những lúc như vậy em thấy thương chú chó lắm. Còn những lúc khỏe mạnh, chú chó này ăn rất khỏe, ăn một cách có trật tự mà không hề làm rơi vải hạt nào ra bên ngoài. Chính điều này mới khiến cho ba em không bao giờ đánh nó. Ba không thích con vật nuôi này ăn vung vãi ra bên ngoài. Chú chó gia đình em vẫn thường ngồi ở ngoài cổng vào buổi tối, để phòng ngừa trộm cắp. Khi nó phát ra tiếng động lạ thì sẽ sủa lên inh ỏi
Mặc dù nó hiền, nhưng có trộm thì nó sẽ không còn hiền nữa. Em rất yêu quý chú chó gia đình em, mong sao nó lớn lên thật nhanh hơn nữa. Tiếp theo là một bài văn cũng lớp 3 tả con chó. Bài văn rất nhí nhỏm. Từ trước đến giờ nhà em nuôi cũng khá nhiều chú chó, nhưng em thích nhất là Vàng. Nó sống với gia đình em khoảng 3 năm, rất hiền lành và khôn ngoan. Vàng có một thân hình to cao lực lưỡng, nặng khoảng 15 kg, toàn thân là màu vàng sậm mượt mà, đầu chú to như cái yên xe đạp, hai tay vẫn lên, nó cứ có thể phát hiện tiếng chân người lạ khi đến nhà. Đôi mắt to tròn màu nâu, cái chóp mũi thì màu đen, lúc nào cũng ương ước. Mấy cọng ria mép chĩa ra hai bên, mõm chú to rộng mỗi khi ngáp để lộ hàm răng trắng với mấy cái răng nanh bên khóe miệng trông thật dữ tợn. Cái lưỡi thì màu hồng nhạt thè ra ngoài. Vàng rất khôn, chú như hiểu được lời nói của bố. Bố em bảo nằm thì nó nằm, bảo ngồi dậy thì chú ngồi. Mỗi khi có người lạ thì chú sủa inh ỏi, khi bố bảo Vàng im thì chú im ngay. Mỗi lúc ai trong nhà đi đâu về, bất kể em, mẹ hay bố, chú đều chạy đến ngoe ngoại cái đuôi và nhảy lên người tỏ vẻ mừng rỡ. Thật là một con chó tuyệt vời. Vàng rất khôn ngoan, cả nhà em ai cũng quý nó, coi nó như một thành viên trong gia đình. Đó là hai câu chuyện về những chú chó mà được các học sinh lớp 3 tả rất là lý thú, rất là thú vị. Mình thích nghiên cứu và theo dõi những cái thế hệ mới, coi thử họ làm văn có hay hơn, có giỏi hơn mình thời xưa hay không. Quả thật hồi xưa làm văn rất là cục mịch, cục bộ, rất là dở. Bây giờ đọc lại làm văn của lớp 3 thấy cảm thấy thích, thấy rất là thú vị. Xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn clip sau mình sẽ làm tiếp nói về cái đời của những con chó. Xin tạm biệt các bạn, hẹn clip sau.